Dạ, xin chào quý anh chị và các bạn theo yêu mến và theo dõi kênh Hoa Lan Phố Pleiku. Hôm nay ngắm hoa anh chị ơi. Sau một thời gian dài em không có đăng được video tại do em chuyển vàng nè quý anh chị. Em chuyển vàng về cái vị trí mới thì nó cũng cách cái vị trí của cái vàng cũ cũng trình trên một con đường thôi anh chị. Dạ, nhưng mà vẫn chưa có ra được mặt tiền á, em vẫn ở trong trong hẻm nha. Chuyển rồi nhưng mà từ hẻm này chuyển qua hẻm kia. Hôm nay hoa nở nhiều quá mà em bận việc. Tới bây giờ thì cũng cũng bắt đầu về chiều rồi thì hoa cũng cụp rồi. Giả hạt đó thì phi điệp này á thì cứ tầm từ 9 giờ cho tới 10 12 giờ 1 giờ anh chị. Bây giờ để coi thử giờ mấy giờ rồi. Đây đây. Ồ. Bây giờ 13 giờ rưỡi, 13 giờ 24 rồi. Đó. Cho nên là hoa nó muốn cụp rồi nè. Nhưng mà nó vẫn rất là đẹp. Đó, nở nhiều quá. Nói chung vườn em nó thì dường như hoa 24 trên 24 à. Chỉ có nhiều hay ít thôi, hết loại này nở tới loại kia nở. Thì khi mới đầu mình làm vườn mình sưu tầm á anh chị, mình sưu tầm thì tiêu chí của mình là đầy đủ các loại hoa để cho lúc nào cũng có hoa trong vườn. Em ngày xưa em chỉ nghĩ như vậy cho nên em sưu tầm nhiều lắm. Đây là tất cả đây là đều là những dòng hoa xuân anh chị, có những cây nó nở trước Tết cho tới bây giờ. Rồi nó tàn rồi rồi những chậu mới, có cây nở chuẩn Tết, có cây nở không chuẩn Tết. Đó. Tới bây giờ thời điểm này có thể gọi là rộ nhất của vườn em, nhưng mà em lại đi làm liên tục, làm việc cơ quan nhiều quá cho nên không không rảnh để mà quay đăng cái bầu rượu này. Cái bầu rượu nở từ Tết tới giờ luôn anh chị ơi. Nó đẹp ghê. Cái này mà mình để bàn ngồi uống cà phê ngắm cảnh nó cũng đẹp. Bầu rượu đó. Đó. Rồi nụ em cũng nhiều lắm. Đó. Vẫn còn đang nụ. Rồi, nhiều cây vẫn đang nụ rồi bây giờ hết xuân rồi tới những cái hè. Những cái hè. Cây đây là cây để em coi. Cây đây là Châu Như Bệt lai với nụ Tam Bố. Cây này mang cái dòng máu Tam Bố nhiều nên nó đẹp nè anh chị nè. Nó tựa tựa như hoa Tam Bố luôn. Khuôn tim cánh sáp bầu viền đẹp bay cong, giờ này bay hoa này bay. Còn có những hoa giờ cụp rồi. Đây cũng một dòng Tam Bố khác nè anh chị nè. Nụ Tam Bố nè. Nụ Tam Bố. Đây là cây nụ Tam Bố nè, hoa nói chung khuôn chuẩn đẹp. Đây cũng một dòng nụ Tam Bố phi 19 nhà em đây nè. Tam Bố luôn. Tam Bố với Linh Lam Đồng. Cây này thì hoa không đẹp bằng cây khi vừa rồi khi nãy, nhưng mà thân thủ to. Cây này hồi trước em đo phim bị chín á, phim bị chín. Cây này để em coi, cây này ta ly, cây này nụ ta ly, nụ ta ly cũng hoa cũng đẹp như nụ Tam Bố vậy, cũng dòng xuân Lam Đồng luôn. Ui trời, ta ly lưỡi đỏ đồ nhiều lắm. Có cái trông như này hồng hồng đẹp này. Cái màu nó lạ nhất trong cái đám này, nó cũng đẹp. Đó. Nhiều cái này chùm hoa nụ Bảo Thuận. Wow. Đây trông như vậy, giờ này cánh hơi cập rồi. Nói chung bây giờ ra vườn thơm ngất ngay anh chị ơi. Tím liệm nắng quá, trời nắng nó hơi chói nha anh chị. Kệ nó. Mình rảnh lúc nào mình quay lúc đó mà. Đây trông như bệt này. Bây giờ vẫn còn hơi vây bay, hơi cụp rồi. Nói chung cái giấc mà cỡ 10 giờ, 10 giờ 12 giờ đó bay ghê. Mình thấy nói chung cũng phê. Ra vườn hoa mặc dù thì giá trị kinh tế nó không cao nhưng mà tinh thần như thế này là phê lắm anh chị. Đó. Phi điệp. Nhạn. À, cái đây hồng nhạn, hồng nhạn. Nói chung em nhiều. Chỉ có nhàn tháng 8 vườn em thì bị anh em
Từ khi em lên cái clip đó cho anh em bào em gần hết luôn. Em còn vài chậu em treo, bây giờ vườn em chưa sắp xếp kịp nữa. Nhãn cho nó đó, đó, nhãn đó. Em treo nó, nói chung đó, nó không không có cái đó, nhãn đó. Nó không có tập trung. Em treo góc này góc kia, bây giờ em tìm nó cũng hơi khó nữa. Nó nhãn này. Đây đây. Cái chậu nhãn này. Chậu nhãn ba thân này. Đó. Chậu này 1 triệu 9 50 ngàn. Đó. Ba thân. Bán hồi trước Tết mà chưa bán một trước Tết 1 triệu 9 50 ngàn. Lời 100 ngàn tiền gọi là tiền đóng gói bao ship. Chắc hết 50 rồi, còn 50 uống cà phê. Nhưng mà vẫn 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 chưa bán được, thì nó vẫn còn ở lại với mình, thôi kệ nó đi. Nó cũng này 3 cây. Có 3 cây. Bây giờ nó thêm được từ Tết tới giờ nó thêm gần nó thêm được lá này. Đó. Hôm trước khi mà em chuyển vàng em để nắng, em để mấy cây này ngoài nắng nè anh chị nè, hư hết luôn, lá kiếm bị hư bị cháy, em phải cắt bỏ nhiều. Đây nè kiếm, vườn em bây giờ kiếm cũng nhiều quá đó, nhiều loại lắm, lá nó bị cháy em phải cắt nè anh chị. Em để ngoài nắng 100% luôn, và mà trước cái thời điểm trước Tết nó nắng nhiều, nắng ghê quá, nắng mạnh quá, cây chịu không nổi. Cây này là cây đỏ Quảng Ngãi, cây này cái đỏ Quảng Ngãi thân thủ thôi khủng khiếp anh chị. Cây này lá nó nếu mà phải 8-10 cm á nè anh chị, coi nè bị cháy nè, đó lá bị cháy nè, to lắm, lá này to lắm, nó bị cháy nè, cháy nắng nè. Em để đó mà bắt đầu bây giờ mình chuyển nó sang vườn mới rồi. Bây giờ mình làm chăm sóc lại những mầm mới, kiếm em nhiều. Hoa chính chủ đỏ Quảng Ngãi, hoa chính chủ hồng Hà Nam, hồng Hà Nam nè, được mấy cây, mấy mấy mầm. Coi sổ, hàng sổ em vẫn còn anh chị. Nụ này không biết ra cái gì, không biết ra được cái gì, kích bằng S1. Em thử S1, S1 có vẻ kích hoa hiệu quả anh chị ạ. Phi 19 này, phi 19 này, cây này cây đắc lây, cây thân thủ đắc lây, phi 19. Chậu vị hoàng em trước em làm clip đăng trên trên trang YouTube á, cái clip về rửa cái mặt chậu vị hoàng á, chậu kiếm vị hoàng á. Hôm trước cái mầm chút xíu à, mầm đây nhỏ nhỏ à. Cái này mầm nãy giờ lên cao cỡ này nè. Khi mà em thực hiện cái clip á, cách đây mấy tháng, chắc tầm 2 tháng hay tháng rưỡi gì đó, mà bây giờ nó lên cao cỡ này nè, cái lá của nó nè, chắc cũng 4-5 cm rồi, lá 4-5 cm rồi. Chậu vị hoàng hoa chính chủ mấy chục lần rồi, hình như cũng đang có vài hoa hết. À, trông như đẹp 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 đẹp. Kiếm sổ em vẫn còn kiến kiến phi điệp hàng sổ đó. Phú Thọ HO nguyên một dãy, mới mới rửa mặt chậu hôm qua đây. Phú Thọ Hà Tĩnh dài qua cả mét, cái này này cái Hà Tĩnh dài lắm, cút ngàn luôn. Đó, cây Hà Tĩnh, cây bên kia nè, Hà Tĩnh bên kia nè, đây Hà Tĩnh đây, hoa chính chủ đây, qua wow. Phú Thọ HO kỳ, đây Phú Thọ kỳ, Phú Thọ, Phú Thọ HO hoa đồng ngọn cũng S1 luôn, HO. Nói chung cái dãy này hả cô Phú Thọ, còn mấy chậu với em để nó đâu đâu được, nói chung chưa chưa sắp xếp được. Nó HO bị gãy nè, lên lên mầm nè, đang lên mầm gốc nè.
hôm trước di chuyển vàng nó bị gãy. À, chậu vàng Tây Ninh nè, vàng Tây Ninh hôm trước khi em làm clip của vàng vàng Tây Ninh đó, em bảo cái ở cái chậu gốc nó có mấy mầm đó, mà bây giờ nó lên được 2, 4, 6 mầm rồi, lên được 6 mầm, hình như mấy mầm con nữa, chắc 7, 8 gì ở dưới đó. Nói chung nó nằm ở trong nên mình cũng không có rõ lắm, còn mình không có nhìn kỹ lắm. Còn đây nữa, còn mấy chậu nữa. Đó, này, như cái góc này, hoa, hoa đẹp quá. Đây, chậu hôm trước mình làm clip vàng Tây Ninh đây. Đó, hôm trước em làm, khi em làm clip, em quay em đăng có nhiêu đây với mấy. Giờ sau 1-2 tháng, sau 2 tháng chứ, 2 tháng hay hơn 2 tháng gì, lên được nhiêu đây rồi này, lên 2 mầm luôn. Đó, bây giờ chắc vài hôm nữa em rảnh thì em lại tiếp tục làm cái xả phân này ra, mình vào cái lớp phân mới. Cái này phụng hoàng lửa cháy lá này anh chị, khi mà mình giờ vàng mình để ngoài nắng cháy lá, em nói nó cháy nhìn thấy xót xa lắm, cháy nhiều lắm anh chị ơi. Sổ này ngang cây sổ, cây sổ xanh sạch thằng sổ đó. Kiếm tuyết ngọc, trắng tuyết ngọc đây, trắng tuyết ngọc. Nói chung kiếm thì em vẫn nhiều, em chưa tách ra, em cứ để bây giờ cứ tạm thời cứ để bụi lớn, hồng yên thủy cơ bản thôi. Nói chung mấy cái phi điệp thì em chỉ có những dòng cơ bản thôi, Phú Thọ Hắc Ô, hồng yên thủy, hoa chính chủ, rồi còn ở nhà em một ít, em gửi ở vườn anh em, mình gửi ở vườn anh em để anh em làm kinh tế giùm. Anh em khi mình cần sức thì anh em xuất giùm, còn ở nhà mình chủ yếu là mình chăm sóc để cho mình có kinh nghiệm thôi, chứ thực ra mình làm kinh tế không tốt bằng anh em, mình không phải là dân buôn bán chuyên nghiệp á, cho nên nhiều lúc mình muốn ra, khi mình kẹt tiền gì chẳng hạn, mình muốn ra hàng thì nó hơi hơi chậm, hơi khó hơn anh em, cho nên là giữ ít ở nhà thôi. Cái này xanh Huế, xanh Huế này. Đó, xanh Huế láng, xanh Huế sần, vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh chắc em tầm mười mấy 20 thân gì đó, mấy chậu nó nằm đâu đâu trong trong cái đám này nè, em chưa sắp xếp, cứ để cái này chen với loại này, chen với loại kia đó. Thân thủ, cây thân thủ, phi điệp thân thủ, ma bó, ma bó thân thủ. Cái này cũng phi 18, 19 gì đó, nếu mà chăm lâu có thể là phi 21 luôn. To. Đây, cái đây là chuẩn bị có hoa nữa nè anh chị. Đó, hết hoa này tới hoa kia thôi. Cái này là sơn thủy tiên hay hoàng lạc gì đó. Nói chung mấy cái cây này em không rành lắm. Mỗi thứ em có mỗi chậu, vài chậu à, để mình sưu tầm, mình chơi, mình giao nhạn, nhạn. Ôi chà, chói quá, em không thấy, em đưa máy lên cao, em không biết rồi. Nhìn thấy nghinh xuân, trời, Tết vừa rồi ra hoa, bát ngát luôn. Này, nghinh xuân, đa châu, đây cây cóc, cóc cảnh. Đó, nghinh xuân ngay châu của em. Cái gì cũng có một ít anh chị ơi. Đây kiếm Taiwan 3 lưỡi đốm. Cái này hoa đẹp, thân thủ khủng. Cái này hoa đẹp và thân thủ khủng, đẹp nè. Cái chậu này, chậu kiếm này vẫn còn đẹp. Chậu cẩm cù duy nhất của vườn. Cái này hồi xưa thấy lá nó lạ lạ, nó nhỏ nhỏ, lá trái tim mà nó nhỏ nhỏ mà nó đẹp lắm. Hoa nó đẹp, hoa nó lạ lắm. Chậu Phú Thọ nằm lạc loài trong đây nè, ra hai mầm gốc trà bá lửa luôn nè. Zoom lên coi, khó quá anh chị, từ từ nha. Đó, hai mầm gốc trà bá lửa luôn, cây đồ đeo kệ đi. Nói chung em chưa làm mầm gốc gì cả, Phú Thọ HO đồ gì, Phú Thọ thì đã tự lên rồi nhưng HO chưa. Và năm nay cái thời tiết nó thất thường quá,
lạnh nóng thất thường quá. Tới thông thường thì ở Tây Nguyên mùa ra 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 giêng, tức là mùa này là ấm áp rồi, nhưng mà ngày nay cũng vẫn còn lạnh anh chị ơi. Thì em thấy thời tiết thất thường nha, thôi em để tự nhiên luôn, em không có làm. Mấy năm trước thì em làm mầm gốc thì nó ra nhanh hơn, thì bây giờ mình để vậy thì nó ra chậm hơn đó. Mấy chậu nhãn này em còn ít chậu nhãn thôi đó, ít chậu nhãn này đang nằm trên, đang treo ở trên đó, mấy chậu lớn lớn đây. Kiếm sổ nha em, cái cây kiếm này thân thủ cũng ghê đó. Sổ ra hoa, cái hoa đẹp này, hoa mắm thôi anh chị, nhưng mà đẹp, thân thủ đẹp và hoa mắm đẹp. Đấy, anh chị coi nè, vảng lá to ghê, cây này to lắm. Đó, bạn lá to nguyên cái chậu to khủng luôn, mười mấy thân gì đó. Em tách em cho em tặng đồ rồi á, nhưng mà bây giờ để chậu này cho đẹp rồi thì em, nói chung cũng chưa có thời gian để tách cái chậu này ra. Đây nè, tiếp cái chậu vị hoàng nè, đó đó chậu vị hoàng. Khi nãy em quay bên kia, này em quay bên góc bên kia, bây giờ quay lại góc bên đây nè. Hai hai cái sừng trâu ở bên cái ngọn hoa nè, khi mà em làm clip á, nó chút xíu dưới đây thôi, nó mới nhú ra nhiêu đây thôi, cách đây 2 tháng, cách đây 2 tháng, bây giờ lên bao nhiêu đây nè, sừng trâu nè. Rồi rồi cái mầm bên kia thì cũng lên lớn rồi, hình như có cái vòi hoa ở đây hay sao, thấy thấy như thế này có vẻ giống như vòi hoa, không giống cái mầm. Cây này thì nó nở hoa nhiều lần rồi cho nên kệ nó, cứ để cho hoa đẹp anh chị ơi. Vàng Tây Ninh sần xấu, phải công nhận sần xấu thiệt, xấu á. Cái này cũng chuẩn bị thay chậu thôi, bây giờ nhìn thấy cái vườn thấy nản quá, thì là bây giờ mình phải làm lại giá thể hàng loạt á anh chị, nó nhiều việc lắm, mình làm không kịp. Mấy ngày nay em cứ ngâm rửa giá thể của những chậu phi điệp khi nãy em quay đó mà vẫn kịp này, cháy lá này, cháy lá hôm trước mình chuyển vàng, mình để nắng nè. Kiếm thì em những loại cơ bản thôi, vàng Tây Ninh, vị hoàng, rồi một số cây trắng, một số cây hồng, hồng Hà Nam, hồng gì đó em cũng không nhớ rõ lắm, cũng nhiều. Nhãn tháng tư, nhãn tháng tư cái này hơi chói, cây to chà bá. Nhưng mà hôm trước để khi mà mình chuẩn bị chuyển vàng, và trong lúc mình chuyển á, mình để ở ngoài, để ngoài nắng ngoài gió đồ, nói chung 100% hết, thì côn trùng nó cắn phá lá cũng nhiều, rồi hư hỏng cũng nhiều đó. Cho nên bây giờ phải dưỡng lại. Đây nhãn, cái nhãn này à, hai cây nhãn chip, hai cây là hai cây đây. Mình bán con lời lại, bán được nói chung bán mấy mấy cái lô nhãn đó lời được mấy cây đây nè anh chị đó. Cho nên thực ra chia sẻ nhãn cho anh chị, chia sẻ cho vui. Nói chung cái giá em là như vậy là rẻ lắm rồi đó, giá đầu nguồn luôn á, anh em đầu nguồn, cái những mối quan hệ đầu nguồn của mình, vì mình người chơi lâu năm, người ta cũng biết mình với lại mối quan hệ của mình, thì anh em cũng để dạy cho mình, để cái giá họ bán, họ bỏ sỉ cho người ta cũng vậy thôi đó. Cho nên nói thật mà nhạn em bán như vậy em là giá mềm rồi anh chị, nhạn chuẩn giá mềm á. Chứ còn em thấy nhiều nhiều người bán cũng cũng mắc, nhưng mà mắc mà chuẩn thì không sao anh chị ơi, mà sợ mắc mà không chuẩn chết luôn á. Nói chung dạo này họ thấy tai tiếng cũng nhiều quá, thấy anh em nói nhiều quá, em cũng hơi có cái nản nản, cũng hơi nản nản rồi, cho nên chưa, một phần thì hơi nản nản mà không có cái động lực nhiều để mình lấy cây về anh chị.
Thực ra mình bán, mình chia sẻ cái giá nó cũng mềm quá thì mình cũng không có lời lãi gì nhiều. Cho nên cái động lực nó cũng không cao lắm. Còn rồi nó mất thời gian quá. Đó, cái này lời nè. Lời được bán mấy thùng nhãn, lời được mấy cây. Lời được mấy cây để mình chơi. Đó. Bây giờ chứ còn bây giờ mà anh chị đi mua dễ, em thấy nhiều nhiều bạn sao mà nhiều nhãn để bán quá. Trời đâu mà ngày nào cũng có đăng quá trời quá đất luôn, em không biết ở đâu luôn, mà em ở đây thì ở đầu nguồn thì cũng vẫn còn, nhưng mà ngạn nhãn bây giờ nó cũng khan hiếm lắm rồi, cũng không có nhiều quá đâu. Không không biết như thế nào đó, không có nhiều quá để bán đâu mà ngày nào cũng bán lô này lô kia đâu anh chị ơi, em đây lâu lâu mới có à, nó không nhiều lắm, người ta phải đi người ta gom vài ngày từng lễ nửa tháng đâu vậy, người ta mới có để người ta bán cho mình chứ đâu có nhiều đâu đó. Rồi cho nên mua mấy cái nguồn anh chị phải chép, phải check nguồn cho nó cẩn thận vào. Còn anh chị mua nhãn em thôi chứ khỏi lo đi. Em bán này em không lo thôi chứ anh chị có phải lo cái gì đâu. Ừ. Anh chị cứ chăm sóc đi, chăm sóc rồi đến khi mà nó lớn nó ra hoa đi rồi anh chị biết. Còn mà có sai gì thì em lo chứ anh chị lo gì đâu, đền cho anh chị cái cây tương đương với cái cây đó nó đẹp hoặc là đẹp hơn thôi chứ đâu bao giờ để anh chị thiệt thòi đâu mà phải lo. Nói chung em bán là em phải là người lo hơn anh chị đó, nhãn đó. Oh, sao? Còn được mấy cây nên mùa này á mình nhãn cũng không bao nhiêu, nhưng được này cái mùa này cái là chuẩn bị tháng 8 tới đây thì có những cái hoa khác. Có vẻ như là kiếm cũng nhiều hoa nè. Em sẽ có kiếm rồi phi điệp hè. Hồi năm ngoái thì nhãn nhiều. Nhưng mà năm nay không nhiều lắm. Em cũng đang thử thử nghiệm cái việc gieo hạt nhãn này. Những cái nhãn gieo hạt này. Đây là những anh em chơi với nhau chia sẻ nè. Đợt vừa rồi khi mà em chuyển vàng em để ngoài, những cái cây cây giống như thế này này ngoài nắng 100% luôn và nó hư hỏng nhiều lắm, nguyên cái lô này nó hư hết phần nửa luôn, hư hỏng nhiều lắm, nó cháy tại vì cây non mà mình để ngoài nắng 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 mà nắng mạnh nữa, nắng trước Tết ở Tây Nguyên nắng mạnh lắm anh chị, nó cháy hết luôn. Và bây giờ mình dưỡng lại thì giờ cái điều kiện mình như vậy thì mình phải chịu thôi. À đây Phú Thọ hát ô cây nằm đó. Em có làm cái clip về cái cách làm cây của Phú Thọ rồi đó, còn nằm trong hũ đây nữa, em chưa lấy ra, chưa chưa vào chậu, để đó vào sau do chưa rảnh với lại nó cũng chưa cần thiết lắm. Cái đó thì lúc nào mình vào mình ra chậu cũng được. Bà Châu, Đại Châu đó. Vườn một thứ một ít thôi. À đây có cái chậu này tam bảo sắc. Wow, trời, nó to lắm anh chị ơi. Để ở đây nó chói nắng quá, để em qua phía kia em quay. Em qua phía kia cái chậu tam bảo sắc này em to. Cái chậu này treo nó chiếm hết vị trí luôn á. Để coi thử cái chỗ nào quay dễ. Đó, anh chị nhìn thấy sơ không? Đó. Nó mười mấy đầu á, mà dài to lắm rồi, xum xuê xòm xàm luôn. Cái này mà tới mùa ra hoa tôi phải biết luôn á, nhiều lắm đó, cái gì em cũng có, trồn cáo rồi gì đó, long tu cũng có luôn. À, mình có để tới mùa mùa hoa nào thì mình có cái hoa đó
để cho hoa lúc nào cũng có liên tục ở trong vườn, 24 trên 24 lúc nào cũng có hoa trong vườn anh chị ơi. Hồng nhạn đây cũng đang bắt đầu làm nụ rồi nè, hồi nhạn tháng 4 bây giờ cũng bắt đầu làm nụ đó, hồng nhạn đây này đó, nhiều lắm đó. Còn phi điệp thì được bao nhiêu đây phi điệp à? Hiện tại bây giờ một số cây thì vẫn đang nụ, trước tới hồi Tết đó thì cũng có hoa, nhưng mà cái em bận việc quá em không không, không quay được. Nhưng mà mấy cây Tết mà có mấy cái pháo đỏ như thế này thì chắc là đỏ cả năm, năm nay nó nở hơi muộn rồi, còn vài chậu nữa cũng không thấy nở luôn, với mình để cũng hư, mình để nó hư. Anh chị thấy không, lưỡi này trông như nha, trông như lưỡi đỏ nhưng mà chói nắng, chói nắng thì sao thôi nhìn thấy khó quá, đỏ thâm luôn á, bệt bệt ghê thiệt đó, đẹp. Bây giờ thơm nức mũi nguyên cái giàn hoa này ạ. Khi mà đi làm về mở cửa cổng ra thôi là bắt đầu nó thơm anh chị ơi, cũng phê đó. Thơm lắm, trông như nè, nói tới trông như đây, cây trông như chuẩn của nhà chú Lý đây, cây kỷ niệm kỷ niệm của nhà chú Lý đây. Chú Lý bây giờ mất rồi, nên mình giữ cây lại để kỷ niệm, để ghi nhớ công của một người mà đã sáng tạo ra một cái dòng hoa đẹp. À, đây cái là cái gì, giả hạt hồng ngọc hay là giả hạt pháp gì em cũng không rõ cái này, nhưng mà nói chung nhìn thấy cũng thú vị. Chói quá, nắng nắng lên chói quá, vườn em nắng lắm anh chị ơi. Cái này mũi trắng không biết đó. Để em coi thử, em đứng đây zoom lên coi thử, coi thử có thấy rõ đó đó đó, được cái màu sắc cũng đẹp, mũi trắng giả hạt gì á, giả hạt pháp, giả hạt hồng ngọc gì em không rành, vườn em nắng lắm, chói chang chói chang. Em chỉ có cái lớp ni lông ở trên thôi, lớp ni lông che mưa thôi, còn không có cái gì che nắng hết, cho nên cây nhà em ăn nắng mạnh nên nó nù to lắm. Anh chị coi phi điệp này, cây hạt hạt tỉnh HO đồ, nó to nó nù. Cái này ngón tay em này, cái nếu ngón này chắc không bằng nó luôn. Đó. Mà vẫn còn đi đi ngọn. Hà Tĩnh bây giờ vẫn còn đi ngọn này anh chị. Đó. Đi ngọn nhưng mà vẫn cho mầm gốc. Ôi em cứ kệ luôn, cũng không rút ngọn luôn, cũng không kích gì luôn, cứ cho nó tự đâu rồi mầm gốc rồi. Đây này, mầm gốc này. Đi ngọn thì đi ngọn, cứ cho mầm gốc. Nói chung năm nay là dường như em để tự nhiên hết, em chưa có kích mầm gốc hay là kích ki, kích gì hết á. Băm ki cũng băm tự nhiên, Phú Thọ HO rồi cũng băm tự nhiên hết luôn, chưa chưa có xử lý gì hết. Chỉ có hôm bữa trước Tết có được một ít thời gian cái lấy S1 ra kích kích vô đầu ngọn HO đó anh chị, bây giờ nó có đó. Đây nè, cái nụ Bảo Thuận nè, cũng dòng sưng luôn nè, nụ nụ bầu anh chị coi nè, nụ bầu to ô đẹp, cánh sáp viền bầu đó. Vườn em nắng giờ nắng quá anh chị ơi. Thôi em kết thúc cái review vườn của em ở đây nha, nắng quá rồi đó. Rồi, cảm ơn anh chị theo dõi cái clip dài dòng này của em nha. Chào anh chị, tạm biệt, hôm sau có cái gì mới thì em lại lên clip tiếp, lâu rồi cũng nhớ. Rồi, tạm biệt anh chị nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip của em nha. Xin cảm ơn mọi người ạ.